Chào cả nhà. Hôm nay em sẽ làm cái món là giò heo. Bắp giò heo nè, cái em đi kho kho với trứng. Em sắc sẵn như nè cả nhà. Đó, giò heo cái mình sắc cái cục cục như nè. Đó. Này là em để phanh, còn này thì cái miếng này thì em phái chặt cái gì nè, nó. Em kho với 80 trứng. Bây giờ bắt đầu em sẽ ốp giò heo kho hột vịt, một nọ, một miếng muối, một miếng đường và một miếng màu gạch tôm. Mấy lần trước em kho cái kia thì cái màu mình thắng, còn cái này thì em của em dâu đó nên có, em làm cái màu này cho nó hồng hồng. Em đổ một miếng nước mắm. Em trộn lên. Rồi em sẽ ướp. Cũng đơn giản lắm cả nhà. Em làm á nó hơi lẹ lẹ cho cả nhà xem, có nhiều khi nó đổ tháo hơn một chút xíu, cả nhà thông cảm cho em nha. Em làm một lần nó khác khác cho cả nhà xem, có cái nào cả nhà thấy ngon mà đẹp thì cả nhà làm nha. Rồi bây giờ mình để vô thấm chút, mình kho hết cả nhà. Em mua nước dừa người ta chặt sẵn đó cả nhà, có nhiều à, nên mình phải bỏ cái nước lọc vô thêm nữa. Nước lọc này em đã nấu sẵn này, nấu cho nó sôi để cho nó mau chín đó cả nhà. Giờ em để cho nó sôi lên rồi em bỏ thịt vô nha. Nước sôi. Rồi giờ em để lửa nghiêu nghiêu, chừng nào cho nó nghiêu nghiêu xong rồi em mới đổ nước mắm vô nha cả nhà. Giờ bỏ nước mắm vào. Giờ bỏ trứng vào. Vừa quá chạy nồi thịt. Rồi giờ em để lửa riu riu. Rồi. Cái nhà thấy hấp dẫn không? Em sẽ tắt lửa ngay chín rồi đó. Em múc ra ăn cơm. Cả nhà thấy cái nghe cái cục thịt còn lẳng này cả nhà thấy không? Nó chín nó gục ra luôn, ngon quá thì cả nhà tuột ra cọng xương nó luôn. Đây. Nóng lắm cả nhà. Mình để cái này cái. Đây, dớ cái cục lên cho cả nhà xem đây. Hấp dẫn ghê luôn đó cả nhà. Cái giò này nè, cái mình nấu á nó ngon, cái này mình ăn hàng ngày được chứ mà Tết á mình kho thì nó hơi bị lền đó cả nhà. Đây, cái mắm giò nó đây. Để lên cho cả nhà thấy ngon. Vậy là mình múc nước đã đủ rồi.
Cái bún, cái cơm, ngon quá.
nay em ăn được không? Trứng cơm, trứng nướng ở cái nhà quá trời no luôn rồi, nó ngon lắm. Cái nhà nướng á, nếu mà mình ăn cái cùi đồ nó ngán á, mình nướng lên con cái đi, cái bắp giòn cho người ăn con quá. Tại vì có móng mà nó có bắp nướng cái nhà ngon. Mà trứng nhà chị lên nướng nha. Ngon quá trời cả nhà ơi, nếu cả nhà thấy em bán kho ốp cái nào mà bộ gạch tôm này nè, cứ ngon cả nhà nhớ lên kiếm kênh và đăng cho Nguyên Võ qua đó gặp like cho cả nhà, nhớ xem video tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, bye bye cả nhà.